Còn nhà anh thì vẫn tốt chỉ nhìn thế chỉ tiêu của nhà anh là người tốt của Vân Thuệ một tốt thôi nên là vẫn còn là chơi kiểu này ai thua? Ai thua thì cắn răng vào nhau rồi kia vỡ hết răng à? Ai thua về nhà ngâm dép 5 phút? Không 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 nên ngâm dép. Thì ai thua về nhà? Đây này. Nhà luôn ở đây không kia này. Thật sự không phải thôi. Thì ngâm. Nhưng mà không được ăn. Ngâm gì thì ngâm 5 phút. Được. Không được nói gì cả. Nhà sao phải ngâm gì thì ngâm thì nó ngâm cái gì? Ngâm gì cũng được 5 phút. Ngâm hơi ngâm nhiều cá. Ngâm nhiều cá. Cái gì đi ngập nhá. Anh đọc cái suy nghĩ của Ngọc muốn ngập cái gì luôn. Rồi bấm ra đi. Bấm xe cả nhà mình ơi. Chuyện gì? Bá lên mà đi cả nhà mình ơi. Chết em, mẹ ơi. Ngọc hết sự ngập luôn là biết ngay Ngọc đi ngập. Lên cái cả ngập hết lúc kèo em. Mọi người thử tìm xem con chị Nhung Sài Gòn vẫn còn ở đây không? Mọi người tìm một em xem chị Nhung Sài Gòn còn ở đây không mọi người? Để tí em còn trả hai kèo hát hai bài cho chị. Trời ơi chị còn, em còn 2.000 cái bóng bỏ cho chị. Nếu mà chị không còn ở đây thì mai trả. Tắt tay cho em nha mình ơi. Mai em trả. Mà mai thì chắc là em mai hơi muộn đấy mọi người. Mai em đi đào bóng về chắc phải 10 giờ em mới lại. Tắt tay cho mình ơi, đi ban xin ba để tắt tay cho mình. Anh đá đóng đội nào? Anh đá đội 7 giờ. Chúng anh em đội đi đá với nhau. Chị Ngọc Anh à đội Thuyền. Ngọc à, anh vừa lụm được quả kèo lắp ngủ của chị Nhung. Bỏ thuốc 8 ngày rồi, 9 ngày rồi, làm 5 ngủ. Thế là nó lắp 5 ngủ tiếp. Không, hấp mà. Đấy thì phải trả gấp đôi đấy. Anh làm có anh làm được 2 kèo. Một kèo 10 củ, một kèo 5 củ. Anh làm 2 rồi. Thế được rồi, bỏ đi hát 2 bài. Bỏ dần đi là được rồi. Anh bỏ dần à? Cái này anh có... Double nhà mình nha, double nhà mình thôi. Nhớ đôi cả nhà mình ơi. 9 ngày rồi bọn chung. Bọn chung là người, những người đàn ông bọn chung không phải là xấu đâu mà là bởi vì là họ quá nhiều tâm sự. Đúng rồi. Nghĩ về cuộc đời. Đúng. Bọn là đại gia thắng đâu mà khoe thắng rồi. Em đừng được 2 kèo cũng 5 cùng hơn. Thank you em. Cảm ơn mọi người. Mọi người ưu tiên bỏ độc quyền cho cả nhà mình ơi. Chị Mi Hai. Ưu tiên bỏ độc quyền chơi. Thank you Charlie. Mọi người chỉ cần cho em hơn điểm kim ngọc là em... Em hơn điểm anh đâu rồi. Hạt nguyện rồi. Mọi người cho em hơn điểm anh đạt được không mọi người? Không được, cái này không được. Mọi người cho em hơn điểm anh đạt đi mọi người. Tất cả 3 57kg thì kèo đấy là kèo 1 tháng đến 2 tháng chứ có phải là tính trong ngày đâu nha. Cố lên hơn điểm kinh mạc vậy em hết 40 lượt rồi chị. Đêm nay em mất ngủ. Chị đâu. Thì anh luôn không có anh hơn điểm em thì mất ngủ thôi. Anh chỉ cần thế thôi. Thế này em xem còn bao nhiêu rồi đưa đi vào câu 20. Còn có 80k nữa là vào số 20 rồi mọi người ạ. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ tích cực lên. Mình suy nghĩ tích cực lên thì mới làm được đúng không ạ?
xem sao mà mình làm được. Chưa bao giờ biết bỏ cuộc nhá. Dây cuối các nhà mình ơi, tập trung này, chém gió thế thôi. Tập trung dây cuối. Ơi chị ơi, hơn điểm kim ngọc, hơn điểm kim ngọc là thắng. Hơn điểm kim ngọc là thắng. Dây cuối nhà mình ơi. Dây cuối bỏ nó mọi người.
tay thật lớn của mọi người được không ạ? Mọi người vô tay đi. Thật sự là kinh nghĩa. Đấy, mọi khi em hát thì nó không được chuẩn giọng của em. Nhiều khi em hát không được kiểu gì làm sao ấy. Hôm nay phải nhờ Long 3 tuổi ngồi cài cho. Vâng, tuyệt vời luôn, một trận pháo tay thật lớn của mọi người ơi. À, hay luôn. Cảm ơn chị Tư rất nhiều nha. Thank you mọi người, cảm ơn gia đình của mình nha. Khi nào Long đến Hà Nội? Em có thể hôm cần nào anh em thì chỉ cần báo trước tầm khoảng độ 3 tiếng, 5 tiếng là có mặt. Hôm nào, bởi vì mấy hôm nữa thì bọn anh có tổ chức một cái buổi gọi là chào xuân. Đấy, cũng là toàn của anh em trong nhà hết. Thì hôm nay anh alo thì nên liên hoan cùng anh em trên đây thôi. Anh tổ chức ở... Ở nhà anh, chả hiểu. Được, có chỗ làm bán đi hay là ấy thì em bác bán đi đây lên đánh. Thôi, tổ chức ở nhà theo tình cảm. Tổ chức ở nhà theo tình cảm thôi. Hoặc là nhà thôi. Anh có bạn bè hay anh chị em ở trong gia đình đám cưới, anh cứ gọi em, em anh đi đây phở đi thôi. Được, luôn. Nó vui. Được, thế đến buổi đầu chắc chắn sẽ đến. Chỉ cần anh ở tới em, mình nhớ em. Thế thì chuẩn bị em tháng 5 có một buổi gọi là bạn đi, gọi là bạn có nghĩa là bạn bạn mạng đầu luôn đấy. Tháng 5 bạn mạng luôn đúng không? Bạn mạng. Ok. Tháng 5 đi đây em chủ yếu là phục vụ anh chị em là chủ yếu. Tháng 5 thì chắc Long 3 tuổi vẫn nhớ là tháng 5 là ngày gì rồi đúng không? Vâng. Ok anh, sinh nhật anh đại. Một chị mình. Chị trưởng lượng. Tháng 5 là anh em mình quẩy ngất luôn. Hết nước luôn. Hết nước luôn. Nhạc nhẽo em chuẩn bị mua miếng hàng 2.000 bài hát, 3.000 bài hát rồi đây. 3.000 bản. Quánh là dậy lại luôn. Quánh là rất luôn. Dạ. Cứ điệu tê tê vào. Hết nước. Thế thôi nhỉ, anh về anh hát cho mọi người nghe đây, em về tâm sự mọi người đi. Cho hôm nào thì anh alo nhá. Ok, cảm ơn ông nhá. Bye bye mọi người. Bye bye, bye, bye nhá. Mọi người bên anh Đạt nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Dạ vâng ạ. Cứ đùa người ta ăn thì bảo người ta đừng ăn. Nhưng mà cứ đòi người ta bắt tất. Hết rồi à? Không, chồng ăn có béo. Ở đây ăn béo. Đúng không? Ôi ôi, để hết mũi. Kệ nó, kệ nó tí nữa, nó lắc, lắc lắc. Rồi, tôi về được. Vợ nói mua order đâu nhỉ? Chưa. Chưa à? Mua order đi. Con này chứ. Ăn cơm không nhỉ? Còn 100 bụng 110.000 thì mọi người đợi đi. Order cho anh bún đi nhá. Có nghĩa hôm nay như này. Em ra em mở thẻ cho vợ em. Có nghĩa em mở thẻ ngân hàng ở Việt Nam cho vợ em. Thì mọi người biết không? Mở cái thẻ đáng ra cái thẻ đấy sẽ là mất 12 triệu mấy trăm ấy. Nhưng mà em này khách hàng gọi là đấy ở đấy. Đây là
làm luôn hai cái, hai vợ chồng giống nhau. Khi làm xong, vợ em hỏi thẻ của vợ là em đâu? Thì phải 7 ngày sau mới lấy được thẻ chứ, đúng không ạ? Ok rồi, rút 110.000 ra. Vợ tiết kiệm ở đây. Bởi khi trước khi mà mở thẻ này thì em phải bật 5 triệu vào cái thẻ của vợ em thì mới mở được cái tài khoản đấy được, tài khoản đẹp được. Thì xong của em là vợ tiết kiệm 110.000. Đến khi trông thì chín triệu 990.000 xong thì là thôi thì 110.000 này còn mua nhà sửa. Rất dễ đến kìa. Nói chung là số tài khoản số điện thoại của em, số điện thoại của vợ em và số tài khoản của vợ em, của hai vợ chồng chỉ khác nhau một số thôi. Bắt chồng mở tài khoản cho em số 4 nữa không ạ? À, nếu mà nói về không ạ, à, em hỏi về chồng rồi, có phải số 4 số 4 giống nhau, một cái là 80, một cái 81 đấy, không một đúng số 0 số 1 vẫn là số điện thoại giống nhau, chỉ khác nhau một số. Okay.
rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và chúc mọi người như